vì ngày trước á mình bị nám đó cả nhà, mình bị nám nên vì vậy mà bây giờ mình phải sử dụng cái đặc trị nám này, mặc dù mặt mình hết nám mà cả nhà thấy không, hết nám rồi, tuy nhiên là mình phải sử dụng cái đặc trị nám này để mình ngừa cả nhà ơi, mình phải ngừa chứ không á là mình sẽ bị nám lại, mình sợ lắm. Tại vì á trước đây á là mình chủ quan lắm cả nhà, chủ quan lắm, mình để cho cái mặt nám đen xì xàm thấy ghê lắm. Bây giờ là mình chủ quan ngày xưa bao nhiêu thì bây giờ mình bù đắp bấy nhiêu đó cả nhà, bù đắp bấy nhiêu vậy đó. Và cái đặc trị nám này là một trong những đặc trị nám mà nó đỉnh điểm lắm cả nhà, có nghĩa là xài nó cực kỳ tốt luôn. Thông thường á thì những cái đặc trị nám khác á thì nó hay có cái tác dụng phụ là khi mình sử dụng đặc trị nám á thì nó sẽ lột da mình nè, và nó sẽ bong tróc da, rồi nó làm cho da của mình nó là rát nè mọi người, mỏng da, bào mòn da. Nhưng mà cái đặc trị nám này mọi người ơi, mọi người, cái đặc trị nám này là một trong những đặc trị nám mà nó phê lắm luôn, mọi người biết sao không? Vì trong cái lúc mà mình điều trị nám cả nhà là mình nuôi dưỡng da luôn, nuôi dưỡng và phục hồi da luôn, nuôi dưỡng da, không có bong tróc da nha cả nhà, không có bong tróc da, rồi không làm rát da, không làm mỏng da luôn, mà còn nuôi dưỡng da cho mình nữa, nuôi dưỡng da cho mình. Tại vì trong cái lúc đặc trị nè, điều trị mọi người, điều trị nám là thông thường thì những cái kem điều trị nám hay là serum điều trị nám khác thì nó sẽ làm cho cái tế bào da của mình nó mỏng đi, nói chung là nó bị yếu đi á, nhưng mà riêng về cái này là nó không hề có ảnh hưởng gì hết, không làm cho mình bị những cái tác dụng đó phụ đó, nên rất là đã nha chị em đó, chị em thấy không, thoa vô là nó đã, nó mát và đi sâu vào trong da của mình lắm, chứ nó không hề làm cho mình bớt rít hay là khó chịu gì hết á, mà đặc biệt là nó nuôi dưỡng da cho mình. Trời ơi, trong cái lúc mà mình điều trị nám là cái lúc là mình được nuôi dưỡng và phục hồi da luôn, chứ không có phải là giống như những cái đặc trị nám thông thường khác đâu.